dinh dưỡng thai kỳ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp cho chế độ ăn hàng ngày, thì mẹ bầu cũng cần ghi nhớ 5 nguyên tắc sau để đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt nhất khi mang thai. 1. Uống vitamin bổ sung dành cho bà bầu. Trong chế độ dinh dưỡng cho bà bầu, các loại vitamin sẽ giúp đảm bảo cơ thể bạn có đủ dinh dưỡng, giúp trẻ phát triển tối ưu. Vitamin bổ sung cần có chứa 600-800 microgram acid folic. Thiếu vitamin B có liên quan đến khiếm khuyết ống thần kinh ở thai nhi. Ngoài ra là viên sắt hoặc canxi theo chỉ định của bác sĩ. Lưu ý là vitamin chỉ có tác dụng củng cố các thành phần dinh dưỡng còn thiếu, nhưng không thể thay thế cho một chế độ ăn đầy đủ và phong phú. Nên uống vitamin đúng giờ và theo hướng dẫn của bác sĩ, bởi uống quá liều cũng có thể gây hại cho thai nhi. 2. Đừng ăn kiêng khi mang thai. Ăn kiêng trong quá trình mang thai sẽ rất mạo hiểm và ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của cả mẹ và bé. Vì chế độ ăn này thường gây thiếu sắt, acid folic và một số vitamin, khoáng chất quan trọng khác. Hãy nhớ, tăng cân là một trong những dấu hiệu quan trọng cho thấy quá trình mang thai tốt đẹp hay không. Những phụ nữ ăn tốt và tăng cân hợp lý sẽ sinh những đứa con khỏe mạnh. Vì thế nên ăn các thực phẩm tươi mới, ít chế biến và luôn hài lòng khi thấy cơ thể mình ngày một lớn hơn. 3. Tăng cân hợp lý khi mang thai. Khi mang thai, bạn chỉ cần tăng từ 11 đến 15 cân nếu thời điểm trước đó có cân nặng hợp lý. Nếu trước khi mang thai, cân nặng không đủ tiêu chuẩn thì cần tăng từ 12,5 đến 18 cân. Còn nếu thừa cân thì chỉ cần tăng từ 7 đến 11 cân. Khi lên cân thì điều quan trọng nhất là tổng số cân bạn lên trong cả thai kỳ. Vì thế đừng lo lắng nếu tăng cân quá ít trong 3 tháng đầu. Thường tốc độ tăng cân nhanh sẽ rơi vào khoảng giai đoạn thứ 2 và nhiều nhất là giai đoạn thứ 3 của thai kỳ. Bé lúc này cũng lớn nhanh nhất. 4. Ăn sau mỗi 4 tiếng. Trong chế độ dinh dưỡng của bà bầu, bạn nên chia nhỏ bữa ăn 5-6 bữa, mỗi bữa chỉ 1/3 khẩu phần. Miễn sao bạn cảm thấy mình có thể ăn được. Thậm chí nếu bạn không đói thì cũng nên ăn gì đó sau mỗi 4 tiếng. Nếu buồn nôn, sợ một số thực phẩm nào đó ợ nóng hoặc khó tiêu thì bạn có thể thử ăn vặt. Các loại thức ăn nhẹ nhàng cũng rất tốt nhưng bạn cần lựa chọn chúng một cách khôn ngoan. Tuyệt đối không bỏ bữa, vì ngay cả khi bạn không cảm thấy đói, thai nhi cũng cần bổ sung dưỡng chất liên tục. 5. Tinh chỉnh chế độ ăn. Hầu hết các chế độ dinh dưỡng cho bà bầu đều cần tăng lượng protein, các vitamin và khoáng chất như acid folic và sắt, bổ sung thêm calo. Nếu chế độ ăn của bạn trước đó quá đơn điệu thì bạn cần bắt đầu chuyển sang một chế độ ăn đa dạng giàu dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, nên hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn. Bên cạnh đó, ăn tốt hơn không có nghĩa là ăn nhiều hơn, vì dù mang thai nhưng bà bầu chỉ cần khoảng 300 calo mỗi ngày. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có thêm những thông tin hữu ích về chế độ dinh dưỡng thai kỳ sao cho đảm bảo tốt nhất cho bản thân và em bé. Hãy luôn duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh, về một chế độ ăn khoa học trong suốt thai kỳ nhé. Hẹn gặp lại các mẹ ở những thông tin hữu ích khác.